Yo, xin chào các bạn nha. Chúng ta cùng nhau đến với tựa game Nấm Lùn Tiến Lên. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhập code nha. Ok, đầu tiên thì các bạn ấn vào avatar nhân vật. Rồi, tiếp tục ấn thêm một phát nữa vào avatar. Ok. Và bây giờ nó sẽ hiện ra một cái giao diện thì các bạn ấn vào phần model. Ok, mình sẽ cập nhật cho các bạn cái gift code. Hiện tại là tháng 4 này thì chúng ta chỉ còn lại 7 gift code có thể dùng được nha. Gift code đầu tiên là Mr. 777 nha các bạn. Ok, quá ngon các bạn ơi. Gift code thứ hai là Mr. 888 các bạn nha. Yo. Gift code thứ ba MR2024, lúc nãy cứ đọc là Mr. ảo thật đấy. MR này nó cũng có nghĩa là mushroom, là nấm đấy các bạn ơi. Gift code thứ tư là VIP666 nha các bạn ơi. Ở đây rồi, ngon lành cành đào luôn. Gift code thứ năm là VIP777 nha các bạn. Yo. Gift code thứ sáu nó chính là VIP888. Ây sta. Gift code thứ 7 là VIP2024 các bạn ơi. Tuyệt vời, mặt trời, ôi dồi ôi, nào thất bại liên tục này. Chờ tí, mình sẽ lấy một chút tài nguyên, mình sẽ quay lại nha. Thì đó là tổng hợp 7 cái gift code mà hiện tại còn dùng được ở trong tựa game Nấm Lùn Tiến Lên nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, mình sẽ liên tục cập nhật cho các bạn những cái gift code mới.